chăm sóc sức khỏe miễn phí ngay bây giờ. Hỏi tôi cách nào? Bạn có biết rằng 80% người được khảo sát khi được hỏi tại sao họ không bắt đầu kinh doanh tại nhà đã nói, công ty của tôi cung cấp chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể nhận được chăm sóc sức khỏe miễn phí trong một doanh nghiệp tại nhà trả bàn hàng ngày bằng stablecoin USDC, không còn lý do nào nữa. Chào mừng đến với Zuite Global Pay, công ty dịch vụ tài chính AI đầu tiên trên thế giới. Thành viên hàng năm của Zuite cung cấp cho bạn một doanh nghiệp trực tuyến được điều hành bởi AI làm việc 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Công nghệ AI cung cấp cho bạn 50 khách hàng tiềm năng mỗi ngày để thu hút khách hàng. Trong cơ sở dữ liệu sạch sẽ, không có spam, gồm 20 triệu người, đó là một wow. Mọi người đều biết rằng AI là ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất trên thế giới. Tham gia Zuite với tư cách thành viên hàng năm, lợi ích thành viên lớn cho gia đình bạn. Không có khoản thanh toán hàng tháng cho đến kỷ niệm 12 tháng thành viên Zuite. Chăm sóc sức khỏe miễn phí 100% nếu bạn giới thiệu 5 người ở cấp độ hàng năm. Nhận chăm sóc sức khỏe cho một người hoặc gia đình trong 12 tháng với chi phí bằng không cho bạn. Khi bạn đủ điều kiện, gửi email đến customerservice@zsuitepay.net. Nhận 12.000 đô la của token Y Media khi mua hàng. Tất cả đều đủ điều kiện trước cho một năm làm thành viên Zuite hoạt động. Bạn sẽ thấy rằng thành tựu tài chính giữa các thành viên rất đa dạng. Một số có thể kiếm được số tiền khiêm tốn, trong khi những người khác có thể vượt qua mong đợi của họ. Đó là cơ hội này mà làm nổi bật tinh thần kinh doanh của Zuite Global Pay. Giới thiệu 5 thành viên hoạt động tại 75 quốc gia. Chăm sóc sức khỏe của bạn miễn phí trong một năm, đó là những lợi ích, credits not available.